Chào các bạn, rất vui khi các bạn quay lại với kênh Long Việt. Đối với những bạn làm YouTube, đặc biệt là các bạn làm về chủ đề Vlog, thì việc ghép nhạc vào video là điều gần như là bắt buộc để cho video của bạn hấp dẫn và lôi cuốn người xem. Nhưng việc ghép nhạc vào video như thế nào cho hấp dẫn và thu hút người xem? Cho nên trong video hôm nay, mình chia sẻ cho các bạn cách chèn nhạc vào video ngay trên điện thoại bằng KineMaster, đơn giản và chuyên nghiệp. Ok, các bạn cầm điện thoại lên và làm theo mình. Rồi đầu tiên trên điện thoại của mình, các bạn mở KineMaster lên. Nếu bạn nào chưa cài KineMaster thì mình có một cái video chia sẻ về cách cài đặt KineMaster không có logo. Các bạn có thể vào kênh của mình xem và cài đặt KineMaster. Rồi các bạn mở KineMaster lên. Rồi tại cái giao diện này, các bạn chọn vào dấu cộng. Rồi tại đây nó sẽ có ba cái tỷ lệ khung hình. Các bạn chọn vào tỷ lệ 16:9 thì đây là cái tỷ lệ video chuẩn để đăng lên YouTube. Các bạn chọn vào 16:9. Rồi tiếp tục các bạn chọn vào phương tiện. Các bạn chọn một cái video mà các bạn muốn ghép âm thanh vào. Rồi các bạn chọn vào tích V. Rồi ví dụ như mình lấy cái video này làm demo cho các bạn xem. Rồi nếu như các bạn muốn chèn cái âm thanh vào cái vị trí nào, các bạn có thể kéo ngay cái vị trí mà mình muốn chèn âm thanh. Ví dụ như ở đây mình muốn chèn âm thanh ngay từ đầu, các bạn kéo cái viền đỏ nó ngay từ đầu. Rồi các bạn chọn vào âm thanh. Thì đây nó sẽ xuất hiện tất cả âm thanh trong điện thoại của mình. Các bạn chọn một cái âm thanh để các bạn ghép vào video của mình. Rồi các bạn bấm vào để nghe thử cái âm thanh của mình. Nếu như các bạn muốn thêm cái âm thanh này vào cái video của mình, các bạn chọn vào dấu cộng. Rồi các bạn chọn vào tích V. Thì lúc này mình đã có một cái đoạn âm thanh trong cái video của mình. Thì với cái đoạn âm thanh và cái video này, ví dụ như các bạn đang làm một cái video về thuyết trình, các bạn muốn đưa cái nhạc vào cái video của mình, mà các bạn muốn cái đoạn nhạc này nó nhỏ hơn cái video thuyết trình của mình, các bạn chọn vào âm thanh. Rồi các bạn chọn vào âm thanh. Rồi các bạn điều chỉnh âm thanh này xuống. Các bạn chọn sao cho nó phù hợp với cái video của mình. Mình vừa thuyết trình, nó vừa có nhạc đệm ở trong đó. Ví dụ như là vậy. Còn ví dụ như các bạn đang làm cái video, các bạn muốn xóa toàn bộ cái âm thanh gốc đi, các bạn chọn vào video. Rồi các bạn chọn âm thanh. Các bạn kéo hết xuống. Rồi các bạn chọn vào đoạn âm thanh. Các bạn cũng chọn vào âm thanh. Các bạn đưa cái đoạn âm thanh mình thêm vào, các bạn kéo lên. Rồi các bạn chọn vào tích V. Thì lúc này cái âm thanh gốc trong cái video mình nó sẽ không còn, nó chỉ còn cái video của mình và cái đoạn nhạc mình thêm vào. Rồi ví dụ như với cái video này, các bạn chỉ muốn cái đoạn âm thanh nó tới cái vị trí này, các bạn chọn vào âm thanh. Rồi các bạn kéo lên. Các bạn chọn vào cắt. Rồi các bạn chọn vào phân chia tại đầu phát. Lúc này các bạn muốn xóa bỏ cái đoạn âm thanh phía sau, các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn vào xóa. Thì lúc này cái đoạn âm thanh của mình nó đã được xóa. Các bạn muốn giữ lại cái âm thanh gốc của cái đoạn phía sau này, các bạn chọn vào đoạn âm thanh của video. Rồi các bạn chọn vào cái kéo. Rồi các bạn chọn vào phân chia tại đầu phát. Rồi các bạn chọn vào tích V. Tiếp tục các bạn chọn vào đoạn video. Các bạn chọn vào âm thanh. Rồi các bạn kéo cái âm thanh của cái đoạn phía sau lên.
Rồi lúc này cái video của mình phía sau nó sẽ giữ cái âm thanh gốc. Các bạn xem thử. Rồi nếu như các bạn có 2 hoặc là 3 đoạn video, các bạn muốn ghép thành một đoạn video để các bạn thêm âm thanh vào, các bạn chọn vào phương tiện, rồi các bạn thêm một cái đoạn video vào, rồi các bạn chọn vào tích V. Thì tại đây mình sẽ có 2 cái đoạn video. Nếu như các bạn muốn ghép đoạn âm thanh vào cái vị trí nào trong 2 cái video này, ví dụ như mình chọn ghép nhạc từ cái đoạn video này, thì các bạn cũng chọn vào âm thanh, rồi các bạn thêm cái đoạn âm thanh vào, rồi các bạn nghe thử. Thì lúc này mình sẽ ghép âm thanh vào, nối giữa 2 đoạn video mà các bạn muốn ghép vào. Và tương tự phía sau này cũng vậy, các bạn muốn cắt bỏ cái đoạn của âm thanh phía sau đi, các bạn cũng chọn vào. Rồi các bạn chọn vào cắt. Các bạn chọn vào phân chia tại đầu phát. Rồi các bạn chọn vào đoạn âm thanh mà các bạn muốn bỏ. Rồi các bạn chọn vào xóa. Rồi với cái đoạn video này mình đã thêm âm thanh vào. Nếu như các bạn muốn thêm một cái hiệu ứng âm thanh tiếng cười hoặc là có đoạn âm thanh khác vào trong cái video này thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn chọn cái vị trí mà các bạn muốn thêm vào. Rồi ví dụ như mình chọn ngay cái vị trí này, mình muốn thêm một cái âm thanh tiếng cười vào trong cái video này. Các bạn chọn vào âm thanh. Ví dụ như mình chọn một cái âm thanh tiếng cười. Rồi các bạn chọn vào dấu cộng. Rồi các bạn chọn vào tích V. Thì lúc này mình sẽ kết hợp những cái đoạn âm thanh vào với nhau. Các bạn xem thử. Các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng cho cái tiếng cười mình mới thêm vào. Các bạn chọn vào. Rồi các bạn chọn vào âm thanh. Các bạn có thể tăng cái tiếng cười này lên. Hoặc là các bạn có thể chọn vào đoạn âm thanh. Các bạn kéo nhỏ âm thanh xuống. Các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp và làm cho cái video của mình nó hay và hấp dẫn. Rồi các bạn xem thử. Hoặc là các bạn có thể thêm cái đoạn tiếng cười vào cái vị trí mà lúc nãy mình đã cắt. Các bạn chọn vào âm thanh. Rồi các bạn thêm vào. Rồi các bạn nghe thử. Rồi sau khi các bạn thêm cái đoạn âm thanh vào, các bạn edit xong, các bạn chọn vào mũi tên phía trên để xuất cái video của mình ra. Rồi tại đây, độ phân giải, tỷ lệ khung hình, các bạn chọn vào. Rồi tiếp tục, các bạn chọn vào Inbox để xuất cái video của mình ra. Rồi đây là cái video của mình sau khi mình đã biên tập xong. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn cách chúng ta thêm cái đoạn âm thanh vào trong cái video của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Long Việt.